Hôm nay em có áo khoác nha mấy chị. Áo khoác này, áo khoác dâu hàng Quảng Châu rất là đẹp nha mấy chị. Áo khoác dâu hàng Quảng Châu rất là đẹp luôn. Cái này là áo khoác dù con gấu dâu, in gấu dâu rất là đẹp luôn mấy chị. Có size từ 15kg tới 30kg là có size nha mấy chị. Giá có 130k, mời mấy chị lên đây. Giá có 130k. Cái bo tay bằng dây thun nha mấy chị. Bo tay bằng dây thun 130k. Bên trong có lớp lót lưới nha mấy chị. Bên trong có lớp lót lưới nha. Bên trong có lớp lót lưới rất là mỏng cho nên nó rất là mát nha mấy chị. Mời mấy chị đan đơn áo khoác dù hàng Quảng Châu rất là xịn sò. Này có in hình con gấu dâu bé gái rất là đẹp luôn nha mấy chị. Quá quá đẹp, quá sang luôn. 130k từ 15kg tới 30kg là 130k. Giá rất là đẹp mà rẻ lắm nha mấy chị. Mời mấy chị đan đơn áo khoác nha. Này áo này màu xanh có in công chúa nha mấy chị. Màu xanh có in hình công chúa rất là đẹp luôn. 130k đây, màu xanh cho em. Từ 15kg tới 30kg là có size nha. 15kg tới 30kg là có size. Mời mấy chị lên đây, chắc vải rất là đẹp xịn sò nha. 15kg tới 30kg là có size. Bên trong có lớp lót lưới mấy chị. Cái nón hai mai hai lớp nha. Cái nón mai hai lớp rất là đẹp luôn. Nón mai hai lớp rất là đẹp. 130k nha mấy chị. Bên trong có lớp lót lưới rất là đẹp luôn. 130k, mời mấy chị lên đây nha. Ta lên mấy chị. Số điện thoại chốt đơn của em là 0396165872 nha. Mấy chị lưu số điện thoại lại, mấy chị nhắn tin gửi qua cho em nha. Đây cái màu này hồng nha mấy chị. Màu hồng rất là đẹp luôn. Đây cá khoác này là cô tông da cá nha mấy chị. Cô tông da cá rất là đẹp. Ở sau có cái in hình con gấu rất là đẹp luôn à. Cô tông da cá có in hình con gấu rất là đẹp. Có giá này có 120k thôi. Từ 25kg tới 35kg nè mấy chị. 25kg tới 35-37kg, giá có 120k. Mời mấy chị đến đây. Cô tông da cá rất là đẹp nha mấy chị. Đây bo tay nè mấy chị. Bo tay rất là đẹp. 120k nha. Đây bên đây là có dúng. Hai bên đầu dúng rất là đẹp luôn. Đó, dây kéo khóa nè mấy chị. Cái áo có cái túi nữa. 120k. Từ 25kg tới 37kg nha mấy chị. 25kg tới 37kg màu dâu cho em. 25kg tới 37kg. Giá có 120k, mời mấy chị lên đây. Nhanh tay lên kia. 120k, mời mấy chị lên đây nha. Rồi này màu hồng nữa mấy chị. À, màu hồng đẹp chưa? Màu hồng quá đẹp luôn, quá sang luôn mấy chị. Màu hồng cho em. Thân sau cũng có in số nữa mấy chị. Ủa in chữ nha. À, in con gấu rất là đẹp. 120k nha mấy chị. 120k. Từ 25kg tới 37kg nha. 25kg tới 37kg 120k. Đó. Áo khoác da cá rất là đẹp. Đó. Không xù lông, không phai màu. 120k nha mấy chị. 120k, mời mấy chị lên đây. Áo khoác này rất là đẹp luôn nha mấy chị. Đó. Hai bên này có viền dúng rất là đẹp nha mấy chị. Hai bên có viền dúng rất đẹp. 120k, mời mấy chị lên đơn ha. Chắc vải rất là đẹp. Áo khoác bé gái dành cho bé đi học đi chơi đều được nha mấy chị. 120k từ size từ 25kg tới 37kg nha. 120k, mời mấy chị lên đơn áo khoác. Rồi màu này màu hồng nè mấy chị. Màu hồng quá đẹp luôn. Có em con ngựa money. À đẹp chưa. Con ngựa money cho em. Con ngựa money rất là đẹp luôn nha mấy chị. Con ngựa money rất là đẹp luôn. Đó áo khoác nè mấy chị. Cái nào cũng đẹp hết nha mấy chị. Đó, mẫu nào cũng đẹp. Có 100. Cái này là 100k thôi mấy chị. Size nhí từ số 1 tới số 8 là có 100k nha mấy chị. Size nhí từ số 1 tới số 8 có 100k. Mời mấy chị lên đơn. Màu hồng có in con ngựa money rất là đẹp. Màu hồng có in con ngựa money rất là đẹp. Giá có 100k nha mấy chị. Từ số 1 tới số 8 mời mấy chị lên đơn. Đó, quá đẹp quá rẻ luôn mấy chị. Cái nón nè mấy chị. Nón có sọc nha. Rất là đẹp luôn. 100k từ số 1 tới số 8 nha mấy chị. Bo size bo like đây. Áo khoác bé gái rất là đẹp nha mấy chị. Giải cô tông da cá rất là đẹp nha. Mời mấy chị lên đơn. Đây cái áo này con gấu này màu hồng luôn. Cái này size từ 20kg tới từ 37kg tới 50kg nha mấy chị. Size 20 tới size 24 là 37kg tới 50kg. 37kg tới 50kg giá có 130 nha mấy chị.
37 kg tới 50 kg giá có 130. Đây con gấu rất là đẹp, 37 kg tới 50 kg giá có 130k. Mời mấy chị lên đây chất lại rất là đẹp luôn. Đây cái cổ nè, cái cổ có hai lớp luôn nha, 130k, 37 kg tới 50 kg nha mấy chị, ba like nè mấy chị. Con gấu này, in con gấu nè, thằng trước đây, thằng trước có cái dây kéo khóa nè ha. À, hai bên có hai cái túi nha mấy chị, hai bên có hai cái túi đắp đây, hai bên có hai cái túi đắp rất là đẹp. 130k từ số 20 cho tới số 24 là 37 kg tới 50 kg nha mấy chị. Mời mấy chị lên đây, áo khoác da cá rất là đẹp luôn, không rất là bóng mướt mượt luôn mấy chị, bóng mướt mượt luôn đó. Từ 37 kg tới 50 kg có size nha mấy chị, giá có 130k thôi. 37 kg tới 50 kg có size, giá có 130k. Mời mấy chị lên đây. Rồi cái này áo khoác dù rất là đẹp nha mấy chị, áo khoác dù màu hồng bé gái, màu hồng bé gái có size từ 15 kg tới 30 kg, hàng Quảng Châu rất là đẹp nha. 15 kg tới 30 kg hàng Quảng Châu rất là đẹp, quá đẹp, quá rẻ. 130k sao mấy chị, size từ 110 tới 150 nha, là 130k. Cái áo có hai lớp lót, nó nón nè mấy chị, cái nón có hai cái lớp ha. 130k áo khoác dù hàng Quảng Châu rất là đẹp, giá có 130k. Màu hồng cho em giá có 130k từ 15 kg tới 30 kg nha mấy chị, giá có 130k từ 15 kg tới 30 kg. Mời mấy chị lên đây, chất vải rất là đẹp nha, áo khoác dù rất là đẹp nha mấy chị. Mời mấy chị lên đây. À, cái này áo khoác da cá luôn mà in 3D nha mấy chị, có in hình con Elsa rất đẹp, in 3D rất là đẹp luôn, in hình con Elsa rất là đẹp đó, in 3D hết cả áo nha mấy chị, quá đẹp luôn mấy chị. 120k là từ 45 kg tới 55 kg nha, 120k từ 45 kg tới 55 kg. Mời mấy chị lên đây đó, áo khoác Elsa rất là đẹp luôn mấy chị ơi đó. Áo khoác Elsa rất là đẹp, bên cái sợi dây kéo khóa là rất là xịn sò nha mấy chị, kéo khóa rất là xịn xẹp, có nón nè. 120k từ 45 kg tới 55 kg nha mấy chị, 120k từ 45 kg tới 55 kg. Áo khoác da cá rất là đẹp. À, chất vải rất là bóng mướt mượt luôn mấy chị, mềm mềm xịn ha. 120k từ 45 kg tới 55 kg, giá có 120k. Mời mấy chị lên đây nha. Rồi đây cái áo này, áo khoác dù mấy chị, màu xanh cho em công chúa nè mấy chị đó, 30 kg cho em đây, 30 kg giá có 130k nè mấy chị, 30 kg giá có 130k, rất là đẹp đây nha, có em hình công chúa rất là đẹp nha mấy chị, 30 kg giá có 130k đó, rất là đẹp. Bên trong có lớp lót lưới nha mấy chị, bên trong có lớp lót lưới rất là đẹp luôn, bên trong có lớp lót lưới rất là đẹp, giá có 130k, hàng Quảng Châu, áo khoác dù rất là đẹp xịn sò. Đây có cái nón nè mấy chị, 130k rất là đẹp xịn sò nha, 130k. Mời mấy chị lên đây đó, thân sau nè mấy chị, có anh cô gái rất là đẹp, 130k. Cái tay nè mấy chị rất là đẹp chưa, có 130k. Mời mấy chị lên đây, áo khoác dù hàng Quảng Châu rất đẹp, bên trong có lớp lót lưới nha mấy chị, lớp lót lưới rất là mềm đó. Mời mấy chị lên đây, nhanh tay là mấy chị, 130k. Mời mấy chị lên đây nha, 130k. Mời mấy chị lên đây. Con này áo khoác da cá, hàng da cá nha mấy chị, cô tông da cá rất đẹp, cái tay ta phối nha mấy chị, cái tay phối ra rất là đẹp, bo tay nè mấy chị, con gấu dâu nha mấy chị đó, in hình con gấu dâu rất là đẹp luôn, con gấu dâu đây, có 120k nha mấy chị, từ 25 kg tới 37 kg. Cái nón có hai cái tay đó, rất là đẹp, 25 kg tới 37 kg. Mời mấy chị lên đây đó, đẹp chưa, con gấu dâu rất là đẹp nha mấy chị, in con gấu dâu sao, thân trước có hai cái túi nè mấy chị đó, đẹp chưa, có 120k nha, 120k. Mời mấy chị lên đây, nhanh tay lên mấy chị, 120k, quá đẹp quá rẻ. Này màu hồng đậm nha mấy chị, màu hồng đậm cho em, có 120k. Mời mấy chị lên đây, từ 25 kg tới 37 kg nha, có 120k. Mấy chị nhanh tay chốt đơn nha mấy chị, 120k. Bé mặc đi học đi chơi đều được, rất là dễ thương nha mấy chị, đó cái nón nè mấy chị, đó cái nón của nó nè, 120k từ 25 kg tới 37 kg. Mời mấy chị lên đây nha. À,
rồi qua màu này màu hồng nè mấy chị, màu này màu hồng phấn ha, hồng vợt nha mấy chị. Đó, con gấu dâu luôn mấy chị, trước sau cũng có con gấu dâu rất là đẹp luôn. Đây, con gấu dâu rất là đẹp luôn. Trước sau đều có con gấu dâu hết nha mấy chị. 120k từ 25kg tới 37kg nha. 25kg tới 37kg bo tay nha mấy chị. 25kg tới 37kg mà mấy chị lên đơn. Cái áo này có cái nón này, nón có hai cái tay rất là đẹp dễ thương lắm nha mấy chị. Cái nón có hai cái tay rất là dễ thương. Đó, mời mấy chị lên đơn. Đó, cái mũ của nó như thế này. À, đẹp chưa? Đây nè mấy chị. Đó, có hai lớp lót nó, cái nón có hai lớp nha. Mời mấy chị lên đơn. Cái này dây kéo khóa rất là xịn sò nha mấy chị. Bên trong là thun cô tông da cá nha mấy chị. À, bên đây có cái túi nha mấy chị. Đó, em bé từ 25kg tới 35kg, 37kg nha. Là giá có 120k, mời mấy chị lên đơn. 25kg tới 35-37kg giá có 120k mà mấy chị lên đơn. Chất vải này rất là đẹp, xịn lắm nha mấy chị. Mời mấy chị lên đơn màu xanh, màu hồng phấn nha. Màu hồng phấn giật rất là đẹp. 120k nha mấy chị, mời mấy chị lên đơn. Đây áo sọc nè mấy chị, áo sọc cột tông da cá rất là đẹp, cột tông bóng mướt mượt luôn. Áo sọc này giá có 100k mấy chị, 10kg tới 12kg giá có 120k. À, cái nón còn thêm hai cái dây nha mấy chị, nón mà hai lớp và có dây rút cột nè mấy chị. 120k áo sọc rất là đẹp luôn ha, áo sọc rất là đẹp, giá có 120k, 100k thôi mấy chị, 10kg tới 12kg giá có 100k mấy chị. Cái nón nè, nón mà hai lớp luôn, em bé nhỏ nhưng mà hai cái nón cũng hai lớp là hàng xịn lắm nha mấy chị. Đây dây kéo khóa rất là xịn sò luôn mấy chị, kéo khóa rất là xịn sò luôn, có 100k từ 12kg. 100k cho em, mời mấy chị lên đơn nha. À, rồi màu hồng nè mấy chị, màu hồng này, màu hồng này số 120 là 20kg nha mấy chị, khoảng 20kg mặt vừa màu hồng rất đẹp luôn. À, áo khoác dù hàng Quảng Châu nha mấy chị, có 130k nha mấy chị, có 130k 20kg nha mấy chị, 20kg cho em, 130k mời mấy chị lên đơn. Áo khoác dù hàng Quảng Châu rất là đẹp xịn sò nha, 130k là 20kg đây, từ 15kg tới 30kg là có size nha mấy chị, 15kg tới 30kg là có size, mời mấy chị lên đơn nhanh tay lên mấy chị, 15kg tới 30kg là có size, mời mấy chị lên đơn nha, nhanh tay lên nha mấy chị, ủng hộ giùm em nha, em cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. Rồi cái màu này, cái này là áo hết đi, áo hết đi không có gì kéo khóa nha mấy chị, đây mà có cái túi bự lên trước nè. Đó, áo hết đi, mời mấy chị lên đơn, có cái nón nè mấy chị, có cái dây trong cột nè rất là đẹp. Đó, dễ thương chưa, có 120k nha mấy chị, 120k là 25kg nha, 120k mời mấy chị lên đơn. Đó, áo rất là đẹp luôn nha mấy chị, 120k mời mấy chị lên đơn, nhanh tay lên. Màu xanh than, màu xanh than rất là đẹp luôn mấy chị, áo hết đi nha, 120k là cô tông da cá rất là bóng mướt nha mấy chị, cô tông da cá rất là bóng mướt, mời mấy chị lên đơn, giá có 120k, mời mấy chị lên đơn nha. Rồi cái này màu trắng nha mấy chị, màu trắng rất đẹp luôn. À, màu trắng cho em quá đẹp quá sang luôn nha. Này 50kg nha mấy chị, khoảng 50-55kg giá có 120k luôn mấy chị. Đó, rất là đẹp, áo hết đi nha, 120k. Đó, là 50kg tới 55kg màu trắng cho em, mời mấy chị lên đơn. Đó, áo khoác không có cái dây kéo nha mấy chị, áo hết đi rất là đẹp, 120k từ 50kg tới 55kg nha, giá có 120k mời mấy chị lên đơn nha. Đó, có cái nón nha mấy chị, cái nón ở trước đây, có cái túi rất là bự nha, cái túi rất là bự nha mấy chị. Đó, đẹp chưa, dễ thương lắm nha, mời mấy chị lên đơn. Áo khoác màu trắng rất là đẹp luôn mấy chị, xịn sò ha, 120k nha, hàng này hàng sale nha mấy chị, em bán rất là rẻ luôn.